Bây giờ thì Lý xin mời. Lý xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Trường Ly Family. Hiện tại gia đình nhỏ của Ly đang sống ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Giờ mời cả nhà theo dõi video hôm nay nha. Ba, mở cửa cho mẹ. Con nước từ dưới cơn. Con ăn gì vậy? Hả? Ăn rong biển hả? Uống nước dừa hả? Uống cho mát hả con ha? Trời nóng quá trời. Dì chữ về nán treo nước dừa. Biết không? Còn cái rong biển này á, ăn nó có vị mặn mặn ngọt ngọt, giống y như là cá cá mà mình kho quẹt vậy đó. Ngon lắm. Mà tại sao ba ba lại lại dẹt khi xưa mà? Con có hiếu ăn uống cái gì cũng hỏi, cũng nhớ tới ba bà hết trơn á. Em đâu? Tư tỷ đâu? Tư tỷ hãy cho suy chào. Suy chào là sáng dậy sớm quá giờ ngủ rồi. Ngon dữ không? Mà thích chứ cái thịt thôi mà. Khứ gì? Anh hỏi cái đó ăn được không? Rồi ngồi ăn đi. Ông bà cứ chút. Ông lưu lùi. Ông lưu lùi. Nhưng khuyết điện thử đọc. Ông bà cứ chút. Nhưng khuyết điện thử. Khuyết điện thử. Ông bà cứ chút. Con ăn đi, không để ông bà của chú đặt cái điện thoại chui ra ăn với con hả? Ăn đi, mời là cứ nghĩ lại. Mời ông bà của chú là giỏi lắm rồi. Còn kêu ông bà của chú ăn nữa, ép ăn nữa. Đặt bể cái điện thoại ra chui ra ăn với con cái gì? Tàng hình hay là xuyên không qua Trung Quốc ăn với con? À, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ông bà của chú cầm một bộ chưa? Anh hỏi ông bà của chú sao không chịu ăn? Ăn bằng gì? Ăn bằng niềm tin hay gì? Vì nó ngon mỗi ngày hôm nay, Lê sẽ nấu một món ăn đặc sắc của người Trung Quốc luôn. Đó là lẩu cá cai ăn với bánh bao. Và thêm một món nữa đó là canh cá viên chiên nấu với trứng. Ông bà cô chú và các bạn đừng có bỏ qua, đừng có tua qua để coi thử là Lê nấu như thế nào ha. Lý sẽ đậy lại cho bột nó nở ra.
thằng nhỏ dọn đường cho chạy ác. Ác thấy sợ. Chú Phan lo ba sẵn cửa. Cô thưa. Có hỏi mê thưa. Có hỏi làm cái gì đấy? Ừ. Cho thông hỏi lách chú Phan ạ. Cho thông mê thưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nếm thử vừa ăn chưa? Hậu ơ là Hậu ơ là Thứ tị Ơ ví dụ chưa pha, giao chưa bao chưa canh ăn với lại bánh bao với lại mắm thấu. Bây giờ thì Lý xin mời ông bà cô chú và các bạn cùng ăn cơm với gia đình của Lý nha. Nhưng mà cái nhà ăn với lại đi ha, không thích bỏ cái này là món gì? Tôi có chữ chi tan. Tôi quăng. Những tôi bà, dân phục qua bà. Cái cơ hội chưa hả? Này là ăn gì là cái nhà? Tôi thấy người Trung họ ăn gì nè. Đó. Ủa hai ta biết đúng chưa gì là không? Chuyện gì mà chuyện gì mà là chuyện ha là dậu ừ. Đã trốn mà còn lú lú cái đầu ra nữa, trốn ăn cơm đó. Ở dưới thảo tôi tung xì. Ừ. Nghe được không? Thảo tôi thì mình. Rộng lên. Nếu người ta chú thay thì được người ta hả? Bà cha, cha cha, cha cha cha. Mình chú lâu rồi hả cha? Ừ. Để nó ai chóng hả? Wow. Ngọt. Ngọt ngọt. Ừ, hảo chưa? Nè, ó, uống đi. Là một ca trà đường, trà bá lửa. Khứng đi ngồi chứ cứ xẻo chứ cứ ta. Ai xong, buổi trưa. Trọng ly cũng sạch tô. Của cô tin cô Bin có y nguyên. Chiều ăn thêm một lần nữa.
Thank you.
Video của Ly đến đây hết rồi. Ly hẹn gặp lại ông bà cô chú và các bạn trong những video tiếp theo của gia đình Ly ha. Nếu ông bà cô chú và các bạn có yêu quý hoặc là thích video này, nhớ để lại vài lời bình luận hoặc là chia sẻ kênh với lại đăng ký kênh để kênh của Ly phát triển mạnh hơn nữa nha. Để Ly có động lực ra nhiều video cho ông bà cô chú và các bạn xem mỗi ngày nha. Bye bye.